và ấn tượng đầu tiên ở Nhật đó chính là mùa xuân ở Nhật Bản. Thì đây là lần đầu tiên mình cảm nhận thấy cái câu mà trăm hoa đua nở thì nó là như thế nào. Có nghĩa là sau khi hoa anh đào bắt đầu nở thì lần lượt tiếp theo là đến các cái loại hoa, nhưng mà rất là đặc biệt là nó sẽ nở theo thứ tự chứ nó không phải là nở một lần. Và đây là cây hoa anh đào được mệnh danh là đẹp nhất ở khu của mình. Thì vào một buổi sáng hôm đó, trời có nắng nhẹ, và khi mà mình nhìn thấy cây hoa anh đào này thì thực sự rất bất ngờ, bởi vì nó bự hơn những cây khác và nó có 3 cây mọc chụm lại một chỗ nữa, cho nên là mình nhìn nó vô cùng là ấn tượng. Thêm nữa là có cái thảm cỏ màu xanh cùng với cây cầu gỗ, cho nên cái khung cảnh ở chỗ này thực sự rất là lãng mạn. Và cũng khi đến Nhật thì mình mới biết là có nhiều loại hoa anh đào, và đây là một trong những loại khác mà mình chụp được. Còn các cái loại hoa đào thì rất là nhiều, ví dụ như là cây này. Và cây này là cây đặc biệt nhất, bởi vì khi mà mình đi ngang qua cây này thì mặc dù nó đã rất là gần nhưng mà mình phải chụp sát lại và thậm chí là phải dùng tay để sờ lên cây hoa, tại vì nó vô cùng là giống hoa giả luôn. Nó nhiều mà trong khi đó nó không có một cái tì vết gì hết. Nên là thực sự là mình cảm nhận rất là ấn tượng về các cái loại hoa ở Nhật. Nó đẹp và sắc nét vô cùng. Còn ví dụ như cây này cũng là một loại hoa đào. Tiếp theo của hoa anh đào đó là hoa tulip. Đây là cây hoa tulip ở trong vườn nhà mình mà anh chủ đã trồng. Thêm một số cái giống tulip khác nữa, giống tulip nhỏ, thấp. Còn tiếp theo đó là đến hoa hồng. Có vô cùng nhiều loại hoa hồng mà khi đến đây mình mới nhìn thấy được. Thứ nhất, cái ấn tượng đầu tiên của mình là hoa hồng mọc rất là nhiều trên cây, mọc nhiều kiểu như hoa dâm bụt của bên mình vậy đó. Người ta dùng để trồng ở hàng rào như vậy nè. Còn cũng một điều mà lần đầu tiên mình nhìn thấy là những cái hoa hồng có kích thước bự. Ví dụ như những cái hoa này, kích thước của nó có thể từ 12 đến khoảng 15 cm, tức là đường kính của nó. Nó chỉ mọc một bông như vậy thôi, chứ không phải là dạng bông chùm. Nhưng mà kích thước hoa thì rất lớn, đồng thời màu sắc hoa thì tươi. Còn một điểm đặc biệt nữa là cái hương thơm của nó cực kỳ ngào ngạt. Bởi vì những loại hoa này nè, thì mình có đi ngang một cái ngôi nhà đó trồng rất là nhiều hoa hồng. Và mỗi lần đi ngang qua đó chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là mình biết mình đã đi ngang qua nhà này. Còn đây là một loại hoa không biết mọi người có nhận ra không. Hoa này cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn. Thì đây là hoa mẫu đơn ha mọi người. Cái bông hoa này nó rất là bự. Nó đường kính của nó chắc phải lên đến 30 cm. Bông hoa này là làm mình luôn tưởng đến phim Hoàng Châu Cách Cách. Những cái hoa mà họ đội trên đầu á, thì thực sự là giống y chang cái hoa này luôn nè. Và tiếp theo là hoa trà. Hoa trà có màu đỏ nè, và mình chỉ chụp được từ xa có một cây này thôi. Đây là hoa bồ công anh ở Đại học Yamanashi. Và tiếp theo cũng là một loại hoa đặc biệt nữa, cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Đây chính là hoa mộc lan đó mọi người. Đây là cúc họa mi nè, nhìn cực kỳ là dễ thương, tại vì dưới cái khí hậu hơi lạnh thì màu sắc hoa tươi tắn nhiều lắm. Đây là hoa lavender này mọi người. Mình đụng vào hoa này xong rồi mình ngửi tay rất là thơm. Và bên này thì thường người ta trồng hoa ly xuống đất luôn. Hoa rất là tươi và sắc đẹp. Và đầu tiên là công viên Fuji-Q Highland. Đây là một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, nằm ở gần trên núi Phú Sĩ, tỉnh Yamanashi. Và nếu bạn là một người ưa thích mạo hiểm thì chắc chắn không nên bỏ qua địa điểm này, bởi vì ở công viên Fuji-Q có rất nhiều trò chơi mạo hiểm và từng đạt được kỷ lục thế giới, đặc biệt là về tàu lượn siêu tốc. Và đây là vé vào cổng của công viên Fuji-Q. Thì giá ở cái góc bên phải phía dưới tầm
là 1.500 yên là khoảng 330.000 tiền Việt. Còn đây là những tiếng la hét đầu tiên mà mình ghi nhận được tại công viên Fuji-Q. Và ngay từ phía bên ngoài cổng nhìn vào là chúng ta đã nhìn thấy tàu lượn Fujiyama. Đây là vua tàu lượn siêu tốc và từng là chiếc tàu lượn nhanh nhất thế giới. Hiện nay Fujiyama là tàu lượn cao thứ 8, dài thứ 5 và nhanh thứ 10 trên thế giới. Tàu lượn sẽ cao gần 80m, mang lại cho bạn một cái nhìn tuyệt đẹp về núi Phú Sĩ, có tốc độ hơn 130 km/h và sẽ khiến cho nhiều người có cảm giác thích thú. Và đây là tàu lượn duy nhất trong 4 chiếc tàu lượn mà mình dám đi. Và hình ảnh sau khi trải nghiệm thì thật là bơ phờ. Được ra mắt vào năm 2011, tàu lượn Takabesha là tàu lượn mới nhất trong 4 tàu lượn ở công viên Fuji-Q. Và đây là chiếc tàu lượn hội đủ cả 3 yếu tố tốc độ, độ dốc và đường lượn dài, với một cái góc đứng lên đến 121 độ. Mọi người xem nhé. Quay phim một tay cứ trời. Còn đây là tàu lượn Esanaika. Tàu lượn sẽ xoay 360 độ tiến về trước và lùi về sau, trong khi bạn đang ở độ cao 76m. Mời các bạn cùng xem. Đây là tàu lượn Dodonpha với khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới lên đến 172 km/h chỉ trong vòng 2 giây. Bạn sẽ có cảm giác rơi tự do từ độ cao 50m. Ngoài ra, công viên còn có một trò khác rất là vui, ví dụ như là trò này. Mời mọi người cùng xem. Còn đây là một nơi mà mình đứng phía ngoài không, nghe âm thanh la hét bên trong là đã thấy sợ. Được mệnh danh là mê lộ kinh hoàng của nỗi sợ hãi, hay có cái tên là tòa nhà ma hoặc bệnh viện ma. Đây là một trong số những ngôi nhà ma lớn nhất và đáng sợ nhất trên thế giới. Bởi vì nếu như bình thường bạn đi ở những cái điểm khác thì nó tầm 15 phút, nhưng không, ở đây bạn sẽ đi đến gần 1 tiếng. Với cái chiều dài của mê lộ này lên đến 900m, bao gồm nhiều mê cung, những căn phòng tối, những góc khuất. Và để cho khung cảnh trở nên rùng rợn hơn, bệnh viện này đã chuẩn bị đến một số sự kiện mà bạn sẽ không ngờ được. Ví dụ như sẽ có tiếng huýt sáo, hoặc là bạn sẽ có cảm giác rằng ai đang đứng ở góc bên kia, ai đang đứng ở đằng sau bạn. Và bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về bệnh viện này khi mà bạn đi qua những mê cung, những phòng mổ hay phòng chụp tia X. Bạn sẽ thấy những bộ phận nội tạng nằm trong các lọ hóa chất và bóng dáng suy sụp của những nạn nhân ở đây. Và có thể bạn còn phải chạm trán với những hồn ma trở lại để trả thù. Tất cả cảnh tượng âm thanh và mùi sẽ tấn công các giác quan của bạn, khiến bạn không còn nhớ rõ là những thứ này sẽ là thật hay là giả nữa. Vé vào cổng chỉ có 1.000 yên thôi, cho nên nếu đến công viên Fuji-Q, xin mời các bạn cùng thử qua bệnh viện ma đáng sợ nhất thế giới. Và tiếp theo xin mời mọi người đến với lễ hội hoa chi ăn Fuji Shiba Sakura, được tổ chức từ khoảng giữa tháng 4 đến cuối tháng 5. Nó đã thu hút rất nhiều khách trên toàn thế giới đến chiêm ngưỡng. Và với diện tích là khoảng 2,4 hecta, nó nằm gần hồ Motosu, một trong ngũ hồ của núi Phú Sĩ ở tỉnh Yamanashi, bao gồm khoảng 800.000 cây hoa chi ăn thuộc 7 chủng loại khác nhau.
Và vì không gian ở đây rất là lớn, thoải mái, cho nên là mọi người dù rất đông du khách nhưng mà mình vẫn có cái không gian để chụp ảnh hoặc là để đi thưởng ngoạn, nó không hề là chen chúc xô bồ ở đây. Hoa chi anh Viva Sakura nó không cùng chủng loại với hoa anh đào, nhưng mà do hình dáng bên ngoài gần giống với hoa anh đào cho nên là người ta đọc là Shiba Sakura với biến âm của chữ Sakura trong hoa anh đào. Giá vé vào cửa thì mình không nhớ rõ nhưng mà hình như là khoảng 180 đến 200. Và phía bên ngoài á, thì khi mà mình đổ xe phía bên ngoài, mình đi bộ sẽ tầm khoảng 700-800 mét nữa thì mình mới đi vào trung tâm của cái rặng hoa này. Thì phía bên ngoài nó có nhà vệ sinh cho mình, cho nên là mình yên tâm. Và cái nhà vệ sinh ở đây thì sạch sẽ, mình có đi thử rồi. Mình chỉ tốn rất là ít tiền thôi. Đây sẽ mãi là một kỷ niệm rất đẹp cùng với chị gái của mình và cháu của mình là Bóng trong thời gian ở Nhật. Và em phải cảm ơn thật nhiều đến anh Tùng và chị Hệ. Nhờ các anh chị mà tụi em có được những cái chuyến đi thật nhiều niềm vui như vậy. Và vào thời điểm mình đi thì hôm đó trời có hơi nhiều sương mù, cho nên mình không nhìn thấy phần đỉnh của núi Phước Sĩ được. Chứ thực ra thì cảnh tượng mà bạn nhìn thấy sẽ là như vậy. Và mời mọi người coi clip của hoa Shiba Sakura trước khi mình chuyển qua một địa điểm khác nha. Và từ lâu, Yamanashi đã được biết đến là vương quốc trái cây của Nhật Bản. Có rất nhiều loại trái cây, trong đó mỗi mùa thì sẽ có những loại trái khác nhau. Ví dụ như là dâu tây sẽ mọc tầm từ tháng 5 đến tháng 10, nho từ tháng 7 đến tháng 10 hoặc là táo từ tháng 9 đến tháng 10. Ở đây mình thấy rằng kiwi thì người ta trồng thành dàn trước nhà giống như kiểu mình trồng chanh leo vậy. Còn đối với nho thì họ trồng làm hàng rào, mọc đầy hàng rào luôn. Tại vì cái cây nho là thân nó gỗ nhưng mà nó có thể leo, đồng thời nó có gai nữa. Tại công viên này còn có một cái công viên nước nhỏ cho các bạn nhỏ ở đây chơi rất là vui. Và đây là ba tòa nhà kính hình mái vòm cao 10 mét, dùng để cho các sự kiện trình diễn cũng như để cho trẻ em vui chơi hoặc là cất giữ những sản phẩm có liên quan đến hoa quả như rượu, trái cây, mít và phòng đọc sách. Và tại công viên trái cây này, vào ban đêm khi mình nhìn xuống thành phố Kofu thì cái cảnh rất đẹp, và đây được bình chọn là một trong những cảnh đêm đẹp nhất ở Nhật Bản. Và mãi đến lúc gần về rồi thì đây là lần đầu tiên mình mới được nhìn thấy núi Phú Sĩ tận mắt, nhưng mà ở khoảng cách khá xa, chỉ nhìn thấy đỉnh núi mà thôi. Ở đây là bảo tàng khoa học Yamanashi Prefecture Science Center. Ở đây thì mình thấy có nhiều thông tin về vũ trụ, về các cái hành tinh, và có nhiều bạn nhỏ được gia đình dẫn đến đây chơi, chơi các cái trò chơi và cũng như là có thêm nhiều kiến thức về khoa học, rất hữu ích. Và ở phía dưới cái chân núi trước khi mình lên bảo tàng thì có một cái mình gọi là bờ rào hoa hồng như vậy nè, vô cùng ấn tượng luôn. Mọi người rất là thích khu vực này. Và mọi người còn nhớ ba cây hoa anh đào siêu to khổng lồ bên kia không? Mình đi một chút xíu nữa là sẽ đến đền thờ Takeda. Còn đây là đền thờ Takeda tại tỉnh Yamanashi, Kofu, cách chỗ nhà mình ở chỉ tầm khoảng 2 cây thôi. Đền thờ này được thành lập vào năm 1919 và để thờ một vị tướng quân rất vĩ đại vào thời chiến quốc khoảng cuối thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 16. Và từ phía cổng chính của đền thờ thì chúng ta nhìn thấy là con đường hoa anh đào. Đây là con đường hoa anh đào có thể xem là rực rỡ nhất và đẹp nhất ở Kofu, để thể hiện sự trang nghiêm của đền thờ. Và phía ngoài đền thờ thì có cái
cá ăn. Và mình thấy một điều là bất kỳ người dân Nhật nào khi đi ngang qua đền thờ, họ đều đứng lại và cúi chào rất là kính cẩn trang nghiêm, để thể hiện cái tâm linh cũng như là cái sự tôn trọng của người dân Nhật đối với vị tướng quân Takeda. Còn đây chính là bức tượng của vị tướng quân Takeda đặt tại thành phố Kofu. Và địa điểm cuối cùng đó chính là vườn Cherry. Ở đây là phía bên ngoài vườn. Với bên ngoài thì mình đi cũng khá xa so với nơi mình ở. Cái vé vào vườn mà anh thoải mái luôn là khoảng 1.500 yên, thì tầm rơi vào khoảng hơn 300 ngàn một chút xíu. Thì khi vào vườn thì mình sẽ được ăn ở một số cái hàng mà người ta quy định. Sau đó thì nếu như mình muốn hái ra thêm thì mình sẽ cân ký và tính tiền ở bên ngoài. Mọi người xem qua vườn cherry này nha. Clip của mình đến đây xin kết thúc, và cũng là khép lại rất nhiều. Mình hy vọng clip này hữu ích với mọi người và chúc mọi người có thêm những chuyến đi thật thú vị. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.